Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đồng ý mở cửa khẩu Rafah vào Gaza để cho phép đoàn đầu tiên với khoảng 20 xe tải viện trợ nhân đạo đi qua. Ngay từ đầu, ông ấy đã đồng ý cho tối đa 20 xe tải đi qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói hôm 18 tháng 10, cho biết những chuyến hàng đầu tiên có thể phải chờ đến hôm 20 tháng 10 vì cần sửa chữa tuyến đường qua cửa khẩu Rafah. Họ sẽ sửa chữa đường để xe tải đi qua, sẽ cần thêm thời gian, ông Biden cho biết thêm. Ai Cập đồng ý mở cửa khẩu Gaza cho tối đa 20 xe tải viện trợ đi qua để hỗ trợ cư dân trong xung đột Israel-Hamas. Ông Biden nói rằng 20 chiếc xe tải đợt đầu tiên nằm trong tổng cộng 150 chiếc xe đang chờ. Những chuyến hàng tiếp theo sẽ phải chờ, phụ thuộc diễn biến tình hình. Cửa khẩu Rafah nằm ở biên giới giữa bán đảo Sinai của Ai Cập và Gaza do Hamas quản lý. Đây là cửa khẩu duy nhất đi vào lãnh thổ không do Israel kiểm soát. Trước đó, ngày 14 tháng 10, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ba nước Mỹ, Ai Cập và Israel đã nhất trí về một hành lang an toàn thông qua cửa khẩu Rafah cho công dân Mỹ rời khỏi dải Gaza trước nguy cơ giao tranh tại vùng lãnh thổ này trở nên phức tạp hơn. Ông Biden cũng gọi cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 vào Israel do nhóm chiến binh Hamas có trụ sở tại Gaza phát động là cuộc tấn công nguy hiểm đối với người Do Thái, đồng thời tuyên bố Washington sẽ không ngồi yên trước mối đe dọa tương tự trong tương lai. Mới đây, văn phòng Thủ tướng Israel Netanyahu thông báo sẽ không ngăn cản các chuyến hàng chở nước, thực phẩm và thuốc men vào dải Gaza thông qua cửa khẩu Ai Cập. Tuyên bố văn phòng Thủ tướng Israel lưu ý họ sẽ để nguồn hàng viện trợ gồm nước, thực phẩm và thuốc men được cung cấp cho dân thường ở phía nam dải Gaza, miễn là chúng không rơi vào tay lực lượng Hamas. Là nơi đang chịu tác động nặng nề trong cuộc xung đột Israel-Hamas, dải Gaza cần lượng viện trợ nhân đạo rất lớn, với khoảng 100 xe tải mỗi ngày. Con số này do các nguồn tin Liên Hợp Quốc đưa ra vào ngày 18 tháng 10. Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình CNN châu Âu, điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Liên Hợp Quốc Martin Griffiths cho biết, một lượng lớn xe tải đang tham gia hoạt động cứu trợ tại dải Gaza, nhưng thực tế cần tới 100 xe mỗi ngày. Theo ông Griffiths, nhu cầu viện trợ ở dải Gaza đã rất lớn, ngay cả trước khi bất ổn leo thang do bùng phát xung đột Israel-Hamas. Ông Griffiths cho biết thêm, chúng tôi đã tiến hành các cuộc đàm phán cực kỳ chi tiết với các bên để đạt được hiểu biết và thỏa thuận cụ thể về việc triển khai chương trình cứu trợ tại miền nam Gaza. Ông nhấn mạnh, trước hết chúng tôi cần có sự đảm bảo rằng chúng tôi có thể tiến hành cứu trợ trên quy mô lớn hàng ngày, thận trọng và đáng tin cậy. Thứ hai, chúng tôi phải được làm như vậy để có thể tiếp cận người dân một cách an toàn. Đây là lý do có luật nhân đạo quốc tế. Luật này đòi hỏi mọi người tự đưa ra lựa chọn nơi nào là an toàn, đồng thời đòi hỏi chúng tôi và thực ra là tất cả chúng ta phải đảm bảo an toàn đó, và cộng đồng nhân đạo cung cấp viện trợ cho mọi người ở những nơi mà họ chọn là an toàn. Ông Griffiths bày tỏ hy vọng trong vài ngày tới có thể bắt đầu triển khai chương trình viện trợ thiết yếu. Hiện Liên Hợp Quốc, bao gồm cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine, hiện đang triển khai khoảng 14.000 nhân viên tại dải Gaza để hỗ trợ phân phối hàng cứu trợ. Các tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo Israel cam kết sẽ không chặn nguồn cung cấp hàng hóa cứu trợ nhân đạo qua cửa khẩu Rafah ở biên giới giữa Gaza và Ai Cập phía nam dải Gaza. Cùng ngày 18 tháng 10, chính phủ Ireland công bố gói viện trợ nhân đạo ngay lập tức trị giá 13 triệu euro, 13,7 triệu đô la Mỹ dành cho người Palestine. Thủ tướng Israel Netanyahu thông báo hàng hóa cứu trợ gồm thực phẩm, nước và thuốc men chuyển từ phía Ai Cập sẽ được phép đưa vào dải Gaza. Gói viện trợ mới này sẽ nâng khoản đóng góp của Ireland cho các cơ quan Liên Hợp Quốc để hỗ trợ người Palestine gần gấp đôi mức ấn định ban đầu cho năm nay là 16 triệu euro. Ngoại trưởng Ireland Michael Martin nhấn mạnh đây là một cuộc khủng hoảng không thể chờ đợi, đồng thời kêu gọi EU tăng cường triển khai bất kỳ sự hỗ trợ nào trong khả năng. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.